Đây nè cả nhà, thì em sẽ dùng cái dừa này là dừa dừa mềm, dừa dẻo, dừa bánh tẻ đó nha cả nhà. Thì để làm cái chè dừa dầm này thì em sẽ phải dùng cái dừa mềm này nha. Thì cái này là em dùng 500 g dừa này, thì em sẽ định lượng cho nó là 150 g đường. 150 g đường nha cả nhà. Và em sẽ bỏ vô cái dừa này, tại vì cái dừa dầm này mình muốn để được 1 2 ngày thì mình phải sên nha cả nhà. Sên thì mình mới để được nha. Bây giờ em sẽ bỏ cái này vô 150 g đường và em đi sên nha. Đó, em sẽ dùng là nửa ký dừa và 150 g đường và một xíu nước nữa. Em cho vô và em sên cái dừa này nha cả nhà. Dừa dầm này, cái dừa này là mình phải sên nha, chứ mình đừng có để dừa sống nha, dừa sống ăn đau bụng lắm á. Mình phải sên với đường, mình phải nấu qua nha. Tại vì mình bán, nếu mà mình kinh doanh á thì mình bán từ sáng tới chiều. Mà sáng tới chiều cả nhà dùng cái dừa mà dừa toàn dừa tươi mà mình cả nhà mình không nấu, không sên qua với đường á thì để không có được đâu nha, để người ta ăn đau bụng á. Nên cái mình kỹ cái giai đoạn này nha. Dừa á, sau khi mình gọt vỏ sạch sẽ rồi, mình bào sợi ra như thế này. Bào sợi xong rồi á thì cả nhà nấu một miếng nước đi, cả nhà trụng sơ cái dừa này đó. Cái dừa này đó mình nhớ sên cho nó khoảng, khi mà nó sôi bùng lên mình sên khoảng 15 phút đi cả nhà, cho nó ngon và nó chắc ăn nữa nha, cho dừa mình nó chín nó ngon nha. Dừa sống ăn không có được đâu, dừa sống ăn đau bụng á. Chè mà, chè nó có sữa tươi, cốt dừa này kia tùm lum vô trong đây hết, mà dừa mình lại ăn sống nữa thì nó lại không được nha. Đó, em sẽ để lửa nhỏ nhỏ riu riu và em sên trong vòng 10 phút. 10 phút nha cả nhà. Rồi đó cả nhà. Thì đó, bây giờ là em đã sên trong vòng 10 phút đó, là cái dừa này nó chín rồi đó nha cả nhà. Cái này mình không sên thành mứt nha, mứt dừa là khác, còn này là mình sên cho cái dừa mình nó chín thôi nha. Thì em đã sên 10 phút rồi đó, bây giờ em tắt bếp nha, là em để nguội nha. Còn cái này khi mà mình muốn bảo quản á, thì mình bỏ vô cái hộp nha cả nhà, bỏ vô cái hộp thì mình bỏ vô hộp xong mà khi bán mình lấy ra thôi. Đây, để nấu cái thạch mà thạch dừa, thạch sữa mà để ăn cái chè dừa dầm á cả nhà. Thì em sẽ sử dụng là 1 lít 2 nước nha cả nhà. 1 lít 2 nước em nấu sôi và em dùng 10 g rau câu con cá dẻo và 100 g cái đường cát. Rau câu này em sẽ trộn với đường cát nha. Đây, em sẽ trộn trộn rau câu vô đường cát 10 g và vô 100 g đường đó. Một gói cá dẻo đó em trộn vô nha, trộn đều rồi mình bỏ vô nước sôi nha. Rồi, khi mà trộn đường xong rồi á, trộn đường với lại bột rau câu khô rồi á, thì em sẽ cho vô cái nước này nha cả nhà, để em nấu thạch đó cả nhà. Đó, em sẽ cho vô cái nước này nha. Nhớ mình cho từ từ thôi nha, rau câu có dẻo mình phải trộn đường và cho từ từ như thế này nha. Mà rau câu cá dẻo á, cả nhà muốn nấu mà cho nó bớt cái ra nước khi mà thành phẩm rồi á, thì cái giai đoạn khi mà mình mới bỏ vô á, mình quậy cho thật đều đi, rồi sau đó nước nó sôi lên mình nhỏ lửa lại, mình đừng đụng gì vô nó nữa, nó hết nha. Đụng vô nó là nó sẽ ra nước nhiều lắm. Khi em quậy gì em cảm giác nó là nó sẽ tan rồi thì em sẽ không quậy nữa, và em để cho nó sôi xong mình nhỏ lửa lại khoảng 5 phút là xong nha cả nhà. Đó, nó sôi lên rồi đó.
nó sôi lên em nhỏ lửa lại. Rồi. Nhỏ lửa lại mình để yên nha cả nhà. Mình để yên khoảng 5 phút đi. 5 phút rồi cái mình bắt đầu mình pha cái sữa vô nha cả nhà. Thì mà để mà nấu cái thạch sữa này á thì em sẽ sử dụng là 100 ml nước cốt dừa của Thái. Đây 100 ml nha cả nhà, 100 ml nước cốt dừa của Thái và 100 ml kem rít của Tân Nhất Hương đó cả nhà, kem béo thực vật của Tân Nhất Hương nha. Đây đây cái này là kem béo thực vật của Tân Nhất Hương. Mỗi thứ 100 nha cả nhà. Sau khi mình để 5 phút rồi á cả nhà thì em sẽ pha sữa nha cả nhà. Cái này là 100 ml, 100 ml của cái sữa mà của cái bột cốt Thái, cái nước cốt Thái nãy em giới thiệu đó, 100 ml em cho vô đây nha. Đó. Và 100 ml của cái kem tươi nha cả nhà. Và em cho tiếp 100 ml của kem tươi vô luôn. Tắt bếp nha cả nhà. Đó. Tắt bếp quậy đều. Là cái này là cái thạch trắng trong cái chè dừa dầm nha cả nhà. Cái thạch trắng của chè dừa dầm á. Xong rồi cái này mình để cho nó nguội, mình cho vô cái hộp đi. Rồi mình chờ nó lạnh cho nó đông lại nha cả nhà. Mình cho vô ngăn mát tủ lạnh đi cho nó nhanh đông. Nó nguội bớt rồi thì mình cho vô ngăn mát tủ lạnh, mình để đông rồi mình xách ra thôi nha cả nhà. Đó, bây giờ là em đã giới thiệu xong cái hướng dẫn chia sẻ cả nhà làm cái thạch trắng của cái món chè dừa dầm rồi đó. Rồi bây giờ chuẩn bị công đoạn tiếp theo nha. Rồi bây giờ em sẽ sơn cái miếng dừa trong chè dừa dầm nha cả nhà. Đó, bây giờ em sơn cái miếng dừa, em bỏ đường vô. Bỏ đường vô và em sơn thôi, chứ em cũng làm gì. Sơn cho nó tan đường nha cả nhà. Để cho nó an toàn thôi. Cái này thật sự có chỗ khi ta bán ta để về luôn nè, ta nạo ra ta bán nạo liền á. Còn như mình thì mình dùng bán số lượng mà. Cho nên là mình phải sơn. Sơn thì mình để lúc nào cũng được, một ngày hai ngày gì đều được hết. Còn mình không sơn thì mình ăn trong ngày thôi. Sơn cho nó tan đường ra là được cho cả nhà. Đó, cái dừa này em sơn nè, em sơn là nó tan đường rồi nè. Nó tan đường rồi thì mình tắt bếp nha cả nhà. Rồi mình tắt bếp, mình để đó cho nguội rồi bắt đầu mình bày ra mình bán chè thôi. Ha, giờ vậy nha. Xin chào cả nhà. Thì hôm nay thì Khánh sẽ chia sẻ thêm một công thức nữa, đó là cái món chè dừa dầm Hải Phòng. Thì cái công thức này em cũng đi học luôn á. Em đi học và bây giờ thì em cũng chia sẻ. Nói chung là em đi học coi em có cái gì em chia sẻ hết cho cả nhà. Thì cứ từ từ em chia sẻ mỗi ngày một món cho cả nhà cùng theo dõi nha. Thì hôm nay thì em sẽ chia sẻ cái công thức làm dừa dầm cho cả nhà. Thì bây giờ để làm cái công thức dừa dầm này thì em sẽ làm cái cốt sữa để mà mình ăn với lại cái dừa dầm này trước nha cả nhà. Thì thường cái cốt sữa này là mình không có mà phải đun lên bếp hay cái gì hết. Tại vì em biết sao cô giáo dạy vậy, giờ em hướng dẫn em chia sẻ lại cho cả nhà thôi. Em cũng biết sao. Đó là cô giáo dạy là cái công thức này em sẽ nói nha. Và em pha luôn. Em pha luôn là mình sẽ sử dụng là 250g nước đun sôi để nguội, 250g nước đun sôi để nguội và 250g kem béo, kem béo thực vật của Tân Nhất Hương á cả nhà. Đó là cái này nè. Đó, kem béo thực vật của Tân Nhất Hương nha. 250g kem béo. Đó, em sẽ cho vô đây. Và 500 ml sữa tươi không đường.
500ml sữa tươi không đường, 500ml nước cốt dừa Thái. Đây, nước cốt dừa Thái nha cả nhà, 500ml nước cốt dừa Thái. Một trăm năm mươi gram đường và một xíu muối, em bỏ vô đây luôn rồi. Cái này là 150g đường với lại xíu muối nha cả nhà. Rồi đó, thì cái hỗn hợp này á thì mình sẽ là quậy đều, mình sẽ quậy đều rồi mình sẽ quậy cho nó tan đường rồi hỗn hợp nó đều lại với nhau rồi á, thì mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh 2 giờ mình sẽ bán được nha cả nhà. Đó, cái hỗn hợp này là mình sẽ quậy đều, sau đó mình cho vào ngăn mát tủ lạnh và mình sẽ quấy thật đều nha cả nhà. Đó, thì em hướng dẫn cả nhà cách mà mình pha cái cốt này thôi, còn riêng em thì hôm nay em làm nhưng mà em sẽ không ăn cái cốt này, tại vì nó mới pha mà chưa có lạnh lắm, thì em sẽ ăn với lại cái cốt, cái cốt mà hôm qua em chia sẻ với cả nhà, cái cốt dừa chung á cả nhà. Đây, cái cốt dừa ngày hôm qua em chia sẻ với cả nhà đây đó, nó sánh lại rồi nè cả nhà. Đó, cái cốt dừa này là dùng chung cho chè ngọc thạch đó cả nhà. Đó, thì em nghĩ em ăn thì em thấy cái cốt dừa này ăn với cái chè dừa này rất là ngon, nên hôm nay em sẽ kết hợp với những nguyên liệu chè dừa dầm và em ăn với lại cái cốt này nha cả nhà. Thì cả nhà muốn ăn với cốt này thì làm theo cốt này, và là cả nhà muốn ăn cái cốt mà theo công thức của cô giáo dạy á, thì em vừa mới chia sẻ đó, thì cả nhà cùng làm theo cái công thức đó. Thì mình cứ làm đi, mình làm thử công thức đó, mình kết hợp thử coi nó như thế nào nha cả nhà. Thì cái thành phần, để em để đây cho nó dễ. Cái thành phần chè dừa dầm của mình á, cái thành phần chè dừa dầm gồm có bột bán, bột bán nha cả nhà. Bột bán này á là mình mua ở chợ sạp khô, trong chợ á thì mình nói là bột bán là người ta sẽ lấy, người ta bán cho mình bột bán này, về mình ngâm 30 phút rồi mình luộc với nước sôi trong vòng 7 phút 8 phút là nó chín nha cả nhà. Rồi sau đó mình rửa sạch rồi mình ngâm với đường. Rồi, và cái trân châu dừa của cái dừa dầm đây này cả nhà, đây là cái trân châu dừa của dừa dầm nha. Thì nó sẽ là mình nhồi bột, mình nhồi bột năng xong rồi là mình sẽ là mình lấy từng viên mình vò từng viên như thế này nha cả nhà. Đó là cái trân châu dừa nha. Và đây là cái sữa dừa, cái rau câu sữa đó cả nhà. Rau câu sữa trong cái dừa dầm này nè, thì em có chia sẻ trên cái clip này luôn á, cả nhà nhìn theo đó mà làm nha. Em có chia sẻ trên clip rồi. Đây, cái dừa sợi này em cũng có làm clip luôn cả nhà, theo dõi cách làm của em nha. Đây, dừa nạo nha. Rồi, thì bây giờ là em sẽ mix cái chè. Đây, cả nhà nhìn thấy em lia qua lia lại mà nhìn thấy cái này em chưa giới thiệu phải không? Đó, thì thay vì em ngồi em nắng nó từng viên một buổi trời có nhiêu đây thôi. Đó, em nắng em thấy cực quá, em ngồi em suy nghĩ và em làm được cái thực phẩm như thế này nè cả nhà. Và cái này là em chỉ áo bột thôi, rất là ngon. Đó, em áo bột mà lúc đó em làm, em nghiên cứu em làm nên là em không có quay clip. Em sẽ có cái clip hướng dẫn chi tiết cụ thể cho cả nhà về cái cách làm dừa này nha. Sẽ có cái clip mà chia sẻ cái làm cái dừa này giống như cái clip làm củ năng vậy đó. Cả nhà cùng theo dõi nha. Đó, thì bây giờ là em sẽ làm một cái tô chè dừa dầm cho cả nhà xem nha. Nè, cái nước cốt nè, cái nước cốt chung với cả nhà. Đó, béo lắm, thơm lắm, em để từ hôm qua hôm nay rất là ngon luôn nha. Cho một muỗng hay muỗng tùy mình nha.
Cái này là em ăn theo ý em thôi. Cái em đã mix xong cái tô chè vừa dặm rồi đó cả nhà. Thì em cảm nhận á, cái công thức kia thì tại em mới pha nên là, nhưng mà theo cái nguyên liệu mà em pha thì em cảm nhận cái vị của nó đó là nó sẽ giống như cái chè Đài Loan á cả nhà. Cái vị nó nhạt nhạt, rất là vị sữa nhiều hơn cốt dừa. Nó sẽ giống như tựa tựa như cái đó. Còn như mình sử dụng cái cốt dừa chung này á thì nó đậm đà và nó thơm, và em nghĩ nó hợp với người Việt mình hơn. Người Việt mình thì ăn em nghĩ cái dùng nước cốt chung này sẽ rất là ngon với cái vị chè dừa này hơn đó. Thì em cũng chia sẻ xong cái món chè dừa dầm rồi đó cả nhà. Thì cả nhà mình xem thấy nó cũng hay thì mình thử mình làm nha. Mình làm theo hai công thức, mình cứ ăn theo hai công thức nha. Mình ăn theo cái công thức mà chung của cái món chè mà em vừa pha, và mình ăn chung với thử với lại công thức chung mà em đã chia sẻ cái clip trước. Thì cả nhà mình ăn với cái vị nào thấy hợp khẩu vị thì mình ăn chung cái vị đó nha cả nhà. Thì em cảm ơn cả nhà nha. Thì hồi nãy giờ cả nhà chắc cũng theo dõi cái clip của em tới đây, tới cũng tới đây luôn. Thì em thật sự biết cái gì thì em sẽ chia sẻ. Em hứa luôn mà em chia sẻ thật lòng của em cho cả nhà. Nên là cả nhà thấy em làm clip rồi thì cả nhà cũng biết rồi đó. Clip nào của em cũng là thật lòng của em chia sẻ đến mọi người. Tại vì thật sự mình nói chung luôn là cũng có nhiều chị, thứ nhất là đi làm nè, rồi công việc nè, con cái rồi này kia. Nhiều khi á, mình cũng muốn đi học cái món đó về để mình kinh doanh online hay này kia, nhưng mà thật sự không có thời gian. Thì em cũng từng như vậy luôn, em từng là giống như vậy luôn. Và em cũng không có thời gian đi học, rồi em làm việc đồ này kia, nhưng mà em đam mê quá. Rồi em cố gắng em sắp xếp để mà em đi học những cái món này. Thật sự học rồi về để vậy thôi, chứ em cũng không có áp dụng vào cái quán của em luôn. Em thấy mình giữ như vậy thì cũng không có làm gì, nên em mới chia sẻ hết. Em lấy ra bài ra và em thực hành, em làm lại hết cho cả nhà những cái bài mà em học để em chia sẻ với những chị mà cần tới nó. Thì từ bữa giờ em chia sẻ đó thì có nhiều chị vô thì cũng thích em, rồi cũng nói là nhờ em chia sẻ mà được cái này cái kia. Thật sự luôn em rất là vui lắm luôn á. Mà có chị thì giống như em chia sẻ cái món ăn của em á, có chị làm được cái món đó. Thật sự khi mà có chị mà làm được rồi mà cảm ơn em hay gì, em thấu thiệt hôm cho em vàng luôn á. Em cảm giác giống như con người mình nó như thế nào á, nó vui dữ lắm. Mình giống như mình không biết làm gì giúp mọi người, nhưng mà tự nhiên mình nảy sinh được cái ý nghĩ này, hay gì mình cất vô trong tủ rồi mình cũng để đó, rồi nó cũng mai một.
nó cũng không ai dùng tới, mà bây giờ mình có rồi thì mình lấy ra và mình làm để mình chia sẻ cho những cái người cần nó. Và mình chia sẻ thì công thức là công thức dạy, người này dạy theo kiểu này, người kia dạy theo kiểu kia, thì em đi học người này công thức như thế này thì em về em chia sẻ lại với cả nhà. Chứ nhiều khi đừng có nói là ồ sao công thức của em không giống công thức này, công thức kia khác nhau nha cả nhà, làm sao mà giống được, thầy này dạy thầy kia dạy thầy kia dạy, mỗi thầy có điều cái mỗi cái cách riêng của họ, cho nên là em học về cái công thức nào thì em chia sẻ. Và cả nhà mình cứ làm thử, mình thấy ok thì mình làm theo. Làm mà thấy mọi người thích em rồi comment các bạn với em rồi em thật sự vui dữ lắm. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Và thương em vì xem clip xong rồi á thì đăng ký kênh Ngọc Khánh Vlog đi, rồi theo dõi em để em có thể có nhiều cái chia sẻ của em nữa cho cả nhà cùng xem nha. Em cảm ơn rất nhiều. Bye bye. Xúc động.